Phương ơi, Ê, mình hôm nay mình ăn cái này để mình ăn mừng Phinh Hùng mới có thành viên mới nha. One, two, three, sẵn sàng. À. Sao có không đến đây? Rồi sẽ thay ý ta. Có cái đồng mà không phải chia đi. Hôm nay mình lại ghé thăm hot boy cao gần 2 mét. Ôi, hôm nay làm công việc gì vậy Duy? Giao thịt hả? Rồi mình sẽ quay một cái clip đối với cái cục giò này cả nhà. Đó, mình đặt bạn Duy. Duy ơi, nếu mà muốn đặt thịt hay là mới đặt rau củ nè thì Duy cũng có nè, thì liên hệ qua số điện thoại nào? Dạ 033 298 1039, 033 298 1039. Dịp này thì cũng không có tập, cũng không có đi dạy á, nên cũng tranh thủ lấy thêm những cái thịt này cả nhà, rồi lấy thêm mấy cái rau củ về bán, nhưng mà giá rất là hữu nghị luôn. Thì bạn nào ở khu vực Tân Bình, Tân Phú á, cứ đặt thì bạn Duy sẽ ship nha. Còn muốn tới mua thì tới số nào? 90 Tái Thiết. 90 đường Tái Thiết nha, quận Tân Bình. Thôi thì chúc cho Duy mua may bán đắt về trong dịp này, thì giữ sức khỏe để mau mau gặp lại các học trò thân yêu nha. Ok, hôm nay chị Tuyền nhập nhiều rau dữ vậy. Đây cả nhà, thì mùa dịch đó nên cũng khó khăn á cả nhà, nên chị Tuyền chỉ nhập thêm mấy rau nè, có rau mùng tơi rồi rau cải ngọt rồi rau muống, tùy hôm đúng không chị Tuyền? Dạ dạ. Cái này ở Đà Lạt thì chắc mình ghé bên Hóc Môn mình có gì đây thôi, chứ đồ Đà Lạt thì cũng khó kiếm lắm. Dạ dạ. Cái có cà rốt kia thôi. Dạ. Ai đặt thì liên hệ qua số này. Số của anh Đạt 0908 998 002. Rồi thì hôm nay chị Tuyền bày ra giống như là shopping ở đây rồi cả nhà. Thì chị Tuyền cũng có hai đứa bé nữa, thì tranh thủ mùa này kiếm thêm, chứ mùa này cũng khó khăn quá. Anh thì anh chạy xe cũng không được nữa. Rồi ở đây tất cả là của chị Tuyền mua là bao nhiêu? Đây chị Tuyền đang tính đó cả nhà, kiểu như mua từng lắc nhắc từng món đó, giờ cũng phải tính lại. Nãy chị nói em là khoảng 1 triệu mấy á hả? 1 triệu mấy á cả nhà. Thì thôi em hôm nay cũng làm một cái clip để ủng hộ cho mấy người người nghèo cũng như người khó khăn mà người ta thiếu rau mùa này nè, thì em quyết định là em ủng hộ hết cái này cho chị luôn. Em gửi chị một 1,5 triệu để cho mấy bé nó lì xì cho mấy bé nó luôn. À, phần này thì chút nữa mình sẽ mang qua một cái bếp ăn á cả nhà. Bếp ăn này là bếp ăn chuyên nấu những cái suất ăn không đồng cho những cái người ở khu cách ly nè, những người ở bên nhà nghèo hay có điều kiện khó khăn á. Mình sẽ mua hết cái này cho chị Tuyền luôn. Rồi bây giờ mình với chị Tuyền thì sẽ chia ra để kiểu như đến những cái nhà nào khó khăn á, mình sẽ gửi cho họ vài bịch rau, vài phần rau. Đó. Rồi. Lên đường nào. Let's go. Đấy, bếp ăn không đồng rồi cả nhà. Đây. Dạ. Nấm với rau á cho bếp ăn của mình nè. Bên Rồi. Đây là bạn Nhi nha cả nhà. Bạn Nhi ở đây là hỗ trợ cho bếp ăn ở đây. Nhi ơi, bếp ăn của mình thì thường là nấu phục vụ cho các điểm nào Nhi? Dạ em bên bếp em phục vụ cho các điểm cách ly á anh. Ờ. Dạ. Ngoài ra nếu mà còn những cái phần kia thì chắc mình sẽ đi phát qua cho những cái người vô gia cư, dạ, những người nghèo này nọ đúng không? Dạ. Ừ. Rồi thì các bạn ở đây thì mỗi ngày á là phục vụ khoảng bao nhiêu phần vậy ta? Dạ thì bình thường quá mình không phần công chúa khoảng từ 920 đến 1.000 phần. Còn chiều thì cũng 920 đến 1.000 phần. Đây là mình với bạn Thiên có mấy nấm kim châm với rau hồi nãy của chị Tuyền á, để hỗ trợ cho bếp ăn cũng có những cái phần ăn nó đặc sắc hơn. Nhưng mà đa phần là ở bên đây á, anh thấy là nấu với cái số lượng lớn như vậy nè, thì cái người mà hỗ trợ thì chắc cũng là những bạn thiện nguyện là chính đúng không? Dạ đúng rồi. Nếu mà anh muốn tới đây hoặc là các bạn muốn
tới cùng tham gia với mình thì mình liên hệ. Hiện tại là tại vì bên mình cũng đang dịch đó nên là chưa có tiếp nhận các bạn đến. Ấy là sau dịch đó. Sau dịch thì là mình cứ tới địa chỉ 84/6 Nói chung là bạn Nhi ở đây thì cũng đã giới thiệu mình cũng đã tới trải nghiệm một buổi rồi cả nhà, làm rất là vui nhưng mà tác phong rất là nghiêm chỉnh luôn đó, làm nó quy mô mà kiểu như là công nghiệp của cả nhà đi rụp làm rất là lẹ. Cảm ơn Nhi đã cung cấp những cái thông tin đó để cho các bạn xem kênh bạn có thể biết được. Các bạn hay là các cô chú hay là các mạnh thường quân á có muốn đóng góp cho bếp ăn giống như mình nè thì các bạn có thể liên hệ qua trực tiếp ở địa chỉ này hoặc là có thể liên hệ qua fanpage của bên mình đó. Mình nhà ăn không đồng. Nhà ăn không đồng. Hoặc là nếu mà không biết nữa thì gọi điện cho mình, mình nhận rồi mình gửi giùm cho. Rồi, chào Nhi nha. Rồi, Nhi cũng xem kênh của mình luôn cả nhà. Anh em ơi, thấy Nhi chưa? Đây là mình sẽ chia ra một cái phần củ nè. Phần củ này chị Tùy sẽ cho hai cái củ khoai tây, hai củ cà rốt, một cọng hành. Tương đối cả nhà để cho mọi người đều có phần hết á. Chút nữa mình sẽ tới những cái khu đó là mình gửi cho cái phụ huynh ở khu đó đó, phụ huynh bé Quỳnh đó. Thì có gì để bé Quỳnh nó chia cho các người. Cả nhà ơi, rạn xong hết rồi. Let's go. Rồi cả nhà mình sẽ gửi nhà bé Quỳnh này. Để ngoài bé Quỳnh có gì chia vòng vòng lối sớm. Đây cả nhà, đây là phụ huynh của bé Tuấn với bé Thủy nè. Vài cái gia đình khó khăn ở khu vực này. Đây là cả nhà, ở dưới đây này, cũng lụp xụp lắm. Đó, thì mình đã hoàn thành ngày phát rau cũng như là rau củ ngày hôm nay nha. Rồi giờ mình về mình ăn cái món gì đó hấp dẫn cho cả nhà nha. Món gì đây mẹ? Nhìn hấp dẫn quá vậy. Bít tết hả? Nhưng hôm nay mình sẽ không ăn món này. Mình ăn món nào đây? Sườn cay nha. Ta làm ui nặng quá vậy. Thịt nhiều lắm. Hôm nay sườn này thì làm món gì? Làm món gì ngon? Tiếp. Chiên muối. Chiên muối. Chiên mình sẽ ướp muối rồi nè. Mẹ mình ướp muối, ướp tỏi rồi nè. Và đó mình chiên giòn lên. Rồi mình ăn với cơm. Hôm nay sẽ là một bữa cơm đối với món sườn rất là hấp dẫn nha. Nhà mình này là mỡ chứ mình đâu phải dầu ăn hả mình? Mỡ heo. Sườn này thì mình mua chung với cái giò heo á, bên chỗ của thanh niên Duy cao gần 2m á. Thì mình sẽ để cái điện thoại của thanh niên Duy. Và cái nào có đặt heo á thì alo cho thanh niên đó nha. Ồ, ngon quá. Hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa. Này ướp dở không ạ? Ướp là bỏ nhiều muối, nhiều đồ. Có đại luôn chứ. Có hướng dẫn cho người ta biết, người ta làm. Bỏ vừa ăn thôi. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Chờ chút nó sôi lên mình quay cho cả nhà xem. Ngọt quá. Thở lên, thở lên. Ui, nó săn lại nhiều thịt quá vậy. Thôi ăn rồi. Thôi mình sẽ quyết định là để nhà mình một cây nha. Mình sẽ thử thách 3 cây. Cho mấy caramel 1 cây. Đây mình đã, mẹ mình đã chuẩn bị cà chua nè. Hành lá để làm mỡ hành. Ngon nước mắm mà ăn chung với này giống kiểu như tôm tắm á, nó mới hấp dẫn được, mới bắt vị được. Đây, thanh niên Yến đã tận dụng cái dầu chiên khoai tây á để làm mỡ hành. Mình xin gọi tắt cái này là mỡ tây hành, mỡ hành tây. Sôi lên nè. Nước mắm này, tỏi, ớt, chanh, đường. Đây là nước mắm mà để ăn với cơm tấm đúng không ạ?
quá mẹ ơi. Wow, tỏi cả nhà, mùi tỏi nè, mùi thịt nè, mùi muối nè, sọc lên. Hai muỗng cà phê, ba muỗng muỗng canh, muỗng canh. Mời lên. Đây, tán tàn. Đây là chén nước mắm đang ăn chung với dĩa cơm sườn nguyên cộng hôm nay nha. Cho có màu đúng không? Không, nó hơi ấy gì chút. Hơi ấy là sao? Ít thôi. Cho nó vừa vị á hả? Đó cả nhà, đó là một cái mẹo nhỏ mà để mình làm sườn á. Là khi mà gần chín mình sẽ rắc thêm một miếng đường lên trên. Cho nó vàng xíu nữa thôi. Cho nó vàng chút nữa là được rồi. Thơm quá. Đây là cái nhà con. Này để giữ nhỏ nha, đừng có bỏ giữ lớn. Giữ lớn là nó sẽ không chín. Mới trang trí xong rồi đó nha. Vương ơi. Wow, chết rồi, anh ăn nhiều cơm vậy. Rồi, có một cái bự nữa đây. Cơm rất là dẻo. Caramel ăn cơm chưa? Để chừa caramel miếng. Chừa cho nhà miếng cho nhà. Vương ơi. Đây, mình hôm nay mình ăn cái này để mình ăn mừng Vinh Hùng mới có thành viên mới nha. Một miếng sườn cộng nguyên mẹ luôn. Quang. Mình sẽ ăn 3 miếng nha cả nhà. Để một miếng cho nhà mình. Chú Quy sáng trần. Có canh, hôm nay sẽ giới thiệu cả nhà. Đây là canh rau dền. Rau dền nha. Rau dền nấu với tôm khô, trầm trang quả húp, cật gù ô hô. Trước khi quay clip này, cho anh gửi lời chúc mừng gia đình Funny Hùng nha. Có thêm một bé gái rất là khấu khỉnh, Funny Ori. Rồi, và cảm giác của Funny Hùng ở cả nhà có nhắn cho mình là em mừng phát khóc luôn. Đó là cảm giác của một người ba rất có trách nhiệm. Thì clip này mình sẽ dành tặng cho Funny Hùng và chúc mừng em trai đã có thêm một thành viên mới nha. Yo. Rồi, mời ông bà cô chú và quan viên hai họ cùng dùng bữa nha. Hôm nay mình ăn cơm, bữa cơm gia đình nhẹ nhẹ thôi. Nước mắm mẹ mình làm à. Càng rưới rưới nè. Mắt cận. Bắt đầu. Trời ơi, cái trộm đó nha. Cháu quá ăn đó vậy. Thấm cái lớp muối mẹ mình ướp á. Thấm vào cái sụn luôn. Wow, cơm thì rất là dẻo. Cầm cho mùi mỡ hành béo béo. Nó làm cho món ăn của mình á rất là bắt vị luôn.
miếng thịt luôn. Wow, thơm là miếng thịt nữa bám vào cái cọng xương này cả nhà. Nó theo kiểu là nó bố víu vào á, nhưng mà cái mẹ mình ướp lên cái lớp muối á, miếng những cái miếng thịt đó nó săn lại, và cộng với quá trình mình làm nóng lên, chiên lên, nó rút cái muối vào cái thịt đó, giờ ăn nó có vị mặn mặn, nhưng mà phút cuối mẹ mình thắt thêm miếng đường đó, nó có cái vị ngọt ngọt đó, ngọt dịu thôi. Mình đã chừa cho gia đình của mình một phần, mình ăn nhẹ 3 phần. Cái trước thường này mẹ mình có mua 2 ký bên Mạng Duy là cắt chặt ra rồi, còn những cái sườn mà miếng là mình để dành qua clip này cả nhà, thì nhà mình đã ăn rồi, còn đây là để nguyên cọng luôn, nó quay cho nó hấp dẫn. Rồi rồi, rồi, cung cấp vài trái ớt đi. Hấp miếng căng đầu dền nha. Thôi, ăn đầu dền mình chỉ muốn rên lên. Nặng quá là ngọt. Hấp dẫn lắm ở nhà. Hôm nay thì mình cũng kết hợp livestream TikTok nhẹ nhẹ. Hôm nay là thứ bảy á, mình quay vào thứ bảy cũng là cái lịch mà mình hay livestream trên TikTok đó cả nhà. Năm trước. Những cái sụn này nè, mình không khuyến khích các bạn là phải bắt buộc ăn nha. Nếu bạn nào răng yếu á, thì mình có thể bỏ qua, rồi mình cắn vào, nếu mà răng yếu á, sẽ bị đau. Wow, các em TikTok ơi, cho mình là một chia sẻ nha. Các em ăn tối chưa? Chưa ăn thì mình lấy cơm ra mình cùng ăn nha. Không có tâm sự nha. Là cái bệnh viện mà Hùng đưa vợ đi săn á, là vợ săn ngày hôm nay, ngày hôm sau là chuyển thành bệnh viện trị Covid luôn. Nên rất là may mắn là thanh niên đã, vợ thanh niên đã sanh ra trước cái ngày bệnh viện chuyển thành bệnh viện Covid á. Thì chúc mừng anh trai ha. Mình sẽ lùa hết cái phần đầu này. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con thích ăn cây sườn, cả gia đình ăn sườn luôn. Tôi thích ăn cái đầu, nhâm 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 cái đầu nè, nó còn đọng lại là cái huyết đó cả nhà. Cái tủy á.
nước mắm mẹ mà làm rất là vừa. Này mẹ mình làm nước mắm á, mình thích ăn nhất là cái gì biết không? Ăn với cái chả chân. Mẹ mình làm chả chân ăn kiểu như cơm tấm á, mà treo với nước mắm này nè, ăn cực kỳ hấp dẫn luôn. Nước này có vẻ bự nha các em ơi. Các bạn thích lắm rồi. Muốn xem clip của anh em mình, hãy ghé kênh YouTube Funny Hùng nha. Đừng quên ủng hộ cho mình một like, một subscribe thì cũng được 50 mấy ngàn người theo dõi, khoảng 600 ngàn mấy lượt thích. Nhưng mà live stream á thì cũng lèo tèo lắm. Nên cả nhà nào á thích xem live stream, muốn tâm sự á thì cứ hẹn nhau tối thứ ba, tối thứ năm hoặc tối thứ bảy. Nếu mình rảnh á mình sẽ live stream vào các buổi tối đó nha. Mình sẽ báo trước cái khung giờ này các bạn. Ở đây á nó vàng ươm lên nè, cộng với cái tóp mỡ, cộng với cái mỡ hành đó, hồ nó làm cho cái miếng sườn á giống như là một thiếu nữ tuổi 18 vậy. Ồ, mình chỉ muốn cắn một phát thôi. Đây là sườn đi mặn nha, sườn đi mặn vậy. Wow. Trong dịp dịch này các nhà, mình cũng làm những cái nghề sale bất đắc dĩ á. Sale rau nè, sale nấm nè, sale thịt nè. Sao dùm những anh chị rồi những em nắm là của bạn Thiên, rau là của chị Tuyền, thịt là của Duy. Hy vọng chúng ta cùng nhau vượt qua mùa dịch này. Chắc mình sẽ chua. Bữa mình đi tới clip này là cả nhà, buổi sáng là mình đi phát rau á, phát mấy cái đồ rau củ cho những nhà khó khăn á. Thì mình cảm giác á, thấy những cái người mà ra nhận rau á nha, người ta rất là vui. Tại vì người ta có những người nói á, cả tháng giờ chưa có đụng tới rau nữa, là cái rau là hiếm nè, cái rau mà giờ giá nó cao quá. Thì việc mà mình san sẻ bớt cũng như là các mạnh thường quân á có tin tưởng gửi cho mình á, thì mình sẽ sẵn sàng là cái cầu nối để có thể trong mùa dịch này ta sẽ có thêm nhiều cái chuyến mà chia sẻ, có thể là tặng rau, tặng củ hay là tặng những cái trái cây này kia để cho những cái gia đình khó khăn đó, chúng ta có thêm một cái khẩu phần ăn nó thêm chất hơn, đầy đủ hơn. Mời. Nhưng mà trong những phút này cả nhà ơi, cả nhà ta cùng thương yêu nhau, sợ lỡ súp gần cũng súp luôn. Chúng ta hãy cùng có những món ăn tinh thần, hẹn nhau vào 6 giờ mỗi tối nha. Đó là những cái clip mà anh em mình đã chuẩn bị cũng như đã gửi gắm đến cả nhà. Đó là một món ăn tinh thần cũng như là một cái liều thuốc giúp cho không chỉ anh em mình mà còn cho những người xem clip á cảm thấy lạc quan hơn vào mùa dịch này. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được. Cố lên, Funny Hùng. Cố lên.
Mấy hương cuối cùng. Thôi cả nhà ơi, cùng quay lại với hành trình ngày hôm nay. Thì nãy mình nghĩ cho cái máy nó nguội á, mình cũng có livestream TikTok để nói chuyện với các bạn một xíu. Thì cũng rất là vui. Hôm nay mình được cái lượt xem tới 40 mấy người cùng lúc luôn. Mình không biết nghe Caramel nói vậy thôi. Rồi, để cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn TikTok và các bạn YouTube ơi. Có TikTok để ủng hộ anh em mình. Mình sang hết trơn này. Hãy ủng hộ mình sang hết trơn này. Giống như những livestream mà của các thánh ăn ớt ở cả nhà. Ôi, ở trên TikTok á, tới mười mấy ngàn người xem cùng lúc luôn. Ghê thiệt. Các bạn ăn cay ghê lắm. Ủng hộ mình nha, chia sẻ livestream nha. Xen giữa cái lớp thịt á, có thêm những cái lớp mỡ mỡ nữa. Cắn vào á, cái mỡ nó xịt vào miệng mình. Nó giống như những cái vòi sen vậy á, xịt ra, túa ra. Nó túa lúc đầu rất là ngon, còn bây giờ nó túa ra cảm giác sợ sợ. Các bạn có hay chơi trò này không? trò chơi á. Những lúc mà ứ hử, thường là khi biểu cảm của mình á, tạo ra những trò chơi hát hò, cũng như là làm những cái việc mà gọi là gì ta, rảnh rỗi á, thì lúc đó mình cũng cảm giác là mình đo thôi nha. Dứt. Rất thường. Đây nè. Xong. Ra hết nào mình sẽ nhận xét nha. Một lần nữa thì cảm ơn các bạn TikTok đã xem hết buổi livestream ngày hôm nay. Thì trong đó sẽ có những bạn là xem từ YouTube của mình qua, YouTube của Funny Hùng qua. Thì mình mong là những cái buổi mà livestream trực tiếp này nè, thì nó sẽ là những cái kiểm chứng cho cả nhà xem coi một buổi mình xem, một buổi mình quay clip nó như thế nào. Anh em mình á, đa phần là sẽ quay từ đầu tới cuối, và xen kẽ đó thì lúc máy nóng này kia thì mình sẽ nghỉ mệt một chút thôi, và hạn chế cũng như là không có trường hợp mà cắt ghép. Thì cái số lượng đồ ăn á, mình ăn có thể là không có nhiều bằng những cái bạn mà quay múc ban, những bạn nó quay số lượng ăn rất là nhiều, nhưng mà nó sẽ là chân thật cho cả nhà, để cả nhà có thể xem được là trong suốt buổi qua livestream, suốt buổi quay clip á mình ăn như thế nào. Thì món ăn ngày hôm nay đó là món sườn cộng, và mình ăn là 3 cộng, trong tổng số là 4 cộng ha. 4 cộng mình để dành cho nhà mình 1 cộng. Rồi, thì món sườn này mẹ mình làm á, thì mẹ mình đã ướp trước, đã ướp với muối và tỏi để tạo cái vị thơm cho miếng sườn. Sau đó là khi mà bỏ vào chảo chiên á nha, cả nhà đừng có bỏ nhiều dầu quá, cả nhà bỏ vừa dầu thôi, tại vì trong sườn á, khi mình làm á, nó săn lại nó sẽ ra nước. Phút cuối á, khi mà màu nó thay đổi ra, màu nó vàng lên rồi á, thì mẹ mình sẽ cho thêm một xíu đường để làm cho cái vị của cái miếng sườn á được trung hòa lại. Và món ăn hôm nay thì là một món mà mình nấu ở nhà, rất là đơn giản, các bạn có thể làm trực tiếp. Và xem clip này á, nếu mà các bạn nào có sẵn sườn á, các bạn làm thử đi, coi cái món ăn nó ngon như thế nào. Khi mình ăn kết hợp với cà chua, kết hợp với salad và một xíu nước mắm mẹ mình làm, thì làm ra món ăn á, nó rất là bắt vị. Và một buổi ăn của mình ngày hôm nay vừa đơn giản nhưng vừa gửi được một cái lời chúc tới Funny Hùng và gia đình. Chúc cho em của ta, em trai của ta
và Funny Sunny mới xanh ha, sẽ có những cái giờ phút bên nhau thật là vui vẻ và ấm áp. Và Sài Gòn ơi, chúng ta hãy mau khỏe lại để chúng ta có thể tham gia vào các hoạt động hàng ngày. Hôm nay Sài Gòn yếu hơi bị lâu rồi đó, Sài Gòn sẽ sớm khỏe thôi. Rồi, mình cũng có một cái fanpage trên Facebook, thì các bạn ghé ủng hộ cho mình một like và theo dõi những cái gì mình đăng trên đó ha. Rồi, ngoài ra thì mình sẽ có một kênh TikTok tên là Võ Sư Lộc. Các bạn ơi, TikTok ơi, chia sẻ livestream nha. Rồi, và Phân Lê Hùng là Phân Lê Hùng 116. Mình sẽ livestream vào các thứ 3, thứ 5, thứ 7. Theo cái lịch đó thì trong lúc mà mùa dịch này nè, thì mình cũng thời gian nó cũng tương đối, nên mình mong là các bạn xem một buổi livestream á sẽ là một kênh để mình làm gì trao đổi với nhau, có thể các bạn trực tiếp đưa ra những cái thử thách cho mình luôn, mọi cái comment để các bạn đặt những cái thử thách mới cũng như là các bạn góp ý cho anh em mình trong quá trình quay clip, vui lòng comment dưới clip bên đây để mình có thể tổng kết và đưa ra những cái thử thách mới hay hơn, hấp dẫn hơn, và đặc biệt là chúng ta cùng lạc quan vượt qua mùa dịch này nha. Cố lên các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.